Thì vừa qua cái clip vừa qua thì mình có chia sẻ cái miếng lúa này nè cả nhà, là nó trong đó khi đó nó cũng hơi là có lem một số nha, nhưng mà cái cử vừa rồi đó cách đây khoảng 10 ngày đó là cũng đã có phun một lần thuốc. Mình cũng đã có chia sẻ trên cái clip của mình đó, cái kênh của mình đó, thì nó cũng bị lem một số, nhưng mà hôm nay thì cử vừa rồi đã sử dụng thuốc vừa qua đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho cả nhà mình xem cái trà lúa hôm trước nha. Thì hôm nay thì vừa rồi xịt cử rồi đó, năm nay cỡ này nó cầm lại thì cái trà lúa này rất là đẹp nghe cả nhà, bông là gọi nghe, vô cũng như tới cậy luôn. Đây đây là mấy cái hột lem cái lúc trước nè, hột lem cái cử vừa rồi nó lem đó, nhưng mà bây giờ nó sẽ tẩy hết, nó sẽ vô gạo bình thường nè đó cả nhà, thấy không? Thì cử vừa rồi xịt là đúng thuốc rồi đó, cho nên là nó cái mức độ lem nó không có phát sinh thêm nữa nè, nhà thấy không, vô gạo là cực kỳ đẹp luôn. Trà lúa này là OM5451 nha cả nhà, đó rất là gọi nha, cái màu xanh vàng chanh rất là đẹp. Nó ngã 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 siêu 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 qua mấy chân đó. Còn lúa này gục đều hết luôn nè, hè thu mà cái trà lúa gì thì thấy cũng đạt lắm rồi nghe cả nhà. Vừa qua thì cái chỗ miếng đất này là của nhiều đó, rồi mình sẽ quay sơ lược về cái trà lúa cho cả nhà mình xem đi, rồi lát nữa mình sẽ chia sẻ về cái sử dụng thuốc để xịt cái cử này. Cử này cũng này chắc cũng cả tám mấy ngày đây, không biết nhiêu nữa, lát nữa mình sẽ hỏi cái chủ đất đi. Cũng có một hai chòm bị sập rồi ha, chỗ này nà nên là bị sập. Vào trong thì đứng sững hết trơn, đây nguyên khuôn đất nè. Rồi đầu mình đến chỗ pha thuốc để mình chia sẻ coi cử này sử dụng thuốc gì hết cả nhà. Rồi chào cả nhà, thì mình đến cái chỗ pha thuốc để chia sẻ cái loại thuốc gì nha cả nhà. Cỡ này nhiêu ngày vậy? 84 ngày anh. 84 ngày hả? Cỡ này 84 ngày nha. Thì cái loại thuốc đầu tiên. Đúng không? Đi lúc này không nghe đâu, phải mà Unigen gì này, này chị bọn gói này 1 ký nha, cái này có 3 món nè, Agitop ra ba ơi, bởi vì nó kẹo quá kẹo không ra, hạt to vàng sáng chấp tới cậy. Thấy lúa không? Nữa là gì nè? Này cũng quét sạch lem lép nữa nè. Đó, gốc đó là gốc lem lép hẳn nè. Gốc lem lép nè. Rồi thêm cái cổ bông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái này mà chắc của ấy và thằng Marco hả? À đúng rồi. Đây rồi, còn chắc nè. Marco Z. Marco Z. Phụ gia 20%. 80% Marco Z. Này của Marco Z, cái hoạt chất của Marco Z. Rồi bắt đầu tiến hành pha thuốc nha, châm thuốc. Quá kẹo rồi. Đây, cái máy kia là lên đây là gặp cái này là bắt đầu lại chạy về điện em đó. Nói vậy. Rồi bay cả nhà. Rồi mấy bay bay trong đó rồi đó nha. Cái nhà trà lúa này hôm trước là lúc 70 mấy ngày là nó bị lem nhiều nha, nhưng mà xử lý thuốc vừa rồi là nó cầm lại nè. Cái này là do nông dân người ta, chủ đất người ta xử lý đúng thuốc rồi nó cầm lại cái bị lem rồi nè, bớt nó hết lem. Vô gạo là chắc kịch luôn đó. Cái lượng lem nó cũng ít mà nó vàng đẹp. Nó đi lấy ra dài cho cả nhà mình xem. Thì là xử lý thuốc là đúng, đúng thuốc. Cái này phun dừa qua nè cả nhà. Nè cái lá, cái thuốc nó dính trên lá lúa luôn nè, thấy không? Đó, nó dính xanh xanh đó. Dính trên bông luôn nè. Trên hột luôn đó. Thank you.
xanh lá luôn à. Như vậy là xịt cũng đều lắm nha cả nhà. Không có đó đâu, nhẹ ra. Cái này luôn á. Nó dưới luôn à. Đó thấy không? À. Đấy với cái lá chừng dưới mà nó còn. Nói chung là khoảng giữa cây trở lên á. Đó, trắng hết trơn. Cái này nó đặc biệt có cái bài nó cùng vậy đó. Có gì? Nó xuống là bắt từ giữa cây là có thuốc rồi. Ừ, giữa cây lúa là có thuốc rồi. Chứ không phải như mình xịt tay mà nó chỉ dính ở trên thôi. Ừ. Mà số lượng nước nhiều nữa. Ừ. Thuốc nó không có dính đậm mình nữa. Có như cái lỗ đó đó, mới làm máy bay đó. Ừ. Lỗ đó là hết thuốc của máy bay á. Ờ. Máy bay là con lỗ chút xíu vậy à. Ừ. Cái con hoàng tròn lội vậy đó. Nhưng mà đâu bằng lỗ mình đó. Bình có 6-7 phút chứ nhiều. Mình đến đây xin kết thúc nha cả nhà. Hẹn cả nhà video sau. Chúc cả nhà được mùa bội thu cũng như là được giá nha cả nhà.